ghét nhất ai trên đời. Hỡ cái chê tao mập, tao như heo thì tao cũng đâu có dành ăn cơm tụi bay đâu. Thứ ôm nhôm như mày ở dưới quê tao đầy, ăn bao nhiêu đồ ngon nhưng sao gánh gậy không to được như tao. Tao đã sao kề cha tao, tao đâu có chọc tụi bay đâu. Không ăn ngon được như tao cho nên chúng mày ngồi gâu gâu. Thôi sân si làm chi đâu, cho thằng héo gầy rồi lo âu. Nếu bay thương mẹ cha thì đừng phu công. Ông ba nuôi dưỡng chiều tháng ăn quất trần trâu. Cứ bước ra đây.